hết vào các group đúng không? Em chỉnh chào cả nhà, em đang chỉnh máy ấy một tí ạ. Quay một tí ạ. Cho kiểm tra tí là đã bắt đầu rồi đúng không ạ? Giang ơi, như này bắt đầu chưa nhỉ? Xin chào camera Phương Thanh, em chào chị Liên, chào Nguyễn Hương. Cả nhà ơi, chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi nghỉ lễ thật là ấm áp và thư giãn. Hôm nay thì cái nội dung buổi livestream cũng khá là thú vị, nhưng mà cả nhà share giúp em bài này để giúp em với nhá, để nhiều người tương tác ạ. Để cho nó sôi hơn một chút ạ. Vâng, cảm ơn chị Bảo Ngọc, cảm ơn Nguyễn Đình Trung. Cả nhà ơi, share giúp em nhé. Hôm nay trời mưa như này thì rất là hợp lý cho một cái buổi mà được nghỉ ngơi ở nhà đúng không ạ? Thư giãn, rồi thì là quan sát phim ảnh, quan sát môi trường, quan sát và cũng một phần rất là quan trọng là đi shopping đúng không ạ? Thế thì tham gia dự cái buổi hôm nay thì em sẽ đưa đến những cái chương trình cũng khá là hấp dẫn đấy ạ, và chỉ có trong buổi livestream này thôi nhá. Cả nhà share giúp em nhá. Chào Nguyễn Thu, chào em, chào chị Nguyễn Thu Huyền ạ. Chào Liên Phương. Cả nhà có thể comment câu gì để động viên em trong buổi livestream này cho nó phấn khởi không ạ? Cảm ơn Phương Thanh. Cảm ơn Phương Thanh. Buổi livestream hôm nay thì thời gian cũng tương đối ạ, đủ để cho các anh chị shopping một buổi vui vẻ. Và bây giờ cũng phải thừa nhận là công nghệ phát triển thì giúp cho cả các shop bán hàng cũng thuận lợi hơn nhiều trong việc tiếp cận khách hàng, trong việc phục vụ khách hàng tận nơi mà không phải đến cửa hàng, trong việc tư vấn và đưa những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng. Đồng thời cũng rất là tuyệt vời cho khách hàng đúng không ạ, mà việc đi shopping chỉ tại nhà thôi mà không cần phải đi đâu mà vẫn sắm được những sản phẩm mang tính chất toàn cầu, rất là chất lượng và rất là uy tín. Vâng, cảm ơn Thi. Cảm ơn Liên Phương nhá. Cả nhà có thể share giúp em được không ạ? Thế thì hôm nay cũng như là trên cái phần content mà em đã để ở phần text ở trên ấy, thì buổi livestream hôm nay sẽ có những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là để cảm ơn tất cả những anh chị đã tham dự ủng hộ em buổi livestream này, thì bên shop có một cái phần quà, đấy là sẽ có 5 phần quà là chai nước rửa kính Hoya. Cái chai này là nước rửa kính, này là nước rửa kính chính hãng ạ, và em khẳng định là những cái nước rửa kính này thì các anh chị sẽ không mua được trên thị trường đâu ạ, bởi vì là họ bán theo những cái kênh rất là riêng, và cái nước rửa kính này là rất là thuận lợi để cho anh chị có thể dùng để vệ sinh kính mát hoặc là kính cận. Đây là một sản phẩm rất là cần thiết cho những cái anh chị mà bị cận hoặc là vệ sinh cái kính mát cao cấp của mình. Thế thì cái thể lệ mà để được phần thưởng là một cái chai kính Hoya này rất là đơn giản thôi ạ. Vừa là vui vẻ, vừa là ủng hộ và vừa là xem cho nó đỡ buồn chán, thì các anh chị có thể comment 2 số ạ, 2 số bất kỳ mà mình cho là may mắn, comment vào bài giúp em, và mỗi một người thì được comment 5 số theo cái ý thích của mình, và cuối cùng thì em sẽ công bố cái số theo cái phần mềm Random.org vào cuối chương trình. Và nhớ ạ, là có 5 phần quà cho 5 khách hàng, cho 5 người xem comment đúng, và đấy là 5 số đầu tiên ạ. Thì chi tiết thì là ở trên comment thì các anh chị ủng hộ giúp em nhé. Comment vừa vui vẻ, vừa ủng hộ, vừa livestream mà mình ngồi xem nó cũng đỡ buồn đúng không ạ, có cái gì để mong chờ. Và cái việc này thì là em sẽ công bố vào cuối buổi livestream. Thế và nội dung thứ hai là ở đây thì em cũng xin công bố là chỉ trong buổi livestream này thôi ạ, là 5 đơn hàng đầu tiên chốt đơn trên comment thì sẽ được thưởng ngay 1 triệu tiền mặt ạ. 1 triệu này thì có thể là các anh chị nhận luôn tiền mặt, hoặc là các anh chị có thể là đẩy vào đơn hàng tiếp theo. Đấy là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai là chương trình khuyến mại sốc ấy ạ. Nhân dịp livestream trong buổi livestream này, trong khuôn khổ livestream này, thì nếu như 5 đơn hàng đầu tiên chốt đơn trên comment thì các anh chị sẽ được nhận ngay 1 triệu tiền mặt ạ. Ở đây thì em cũng muốn nói luôn là em cũng cái việc này thì gần như là các anh chị cũng đã biết rồi, nhưng mà tiện đây thì em cũng thưa lại là vâng, cảm ơn chị Hằng nhé, số 78 là số rất đẹp đấy ạ. Các bạn cả nhà tiếp tục comment đi ạ. Nhớ nhá, là comment 5 số và các anh chị hoàn toàn có cơ hội nhận được là một chai nước rửa kính Hoya. Thế thì tiện đây thì em cũng thưa lại là Easy Shop là nhà phân phối chính thức của Luxottica. Và Luxottica thì em nói thêm là Luxottica, nếu như anh chị nào mà thường xuyên phải dùng về kính ấy, thì các anh chị biết là Luxottica là một tập đoàn về kính lớn nhất trên thế giới và chiếm tới 70% thị phần. Và em khẳng định và tự hào nói lại là khi các anh chị search cái danh sách đại lý phân phối chính thức của Luxottica tại Việt Nam là có Easy Shop đấy ạ. Thế thì vì những cái lý do như thế, vì tất cả những cái phương tiện truyền thông khác, website rồi tem chống hàng giả, với những cả một cái hệ sinh thái như vậy thì là khi mua hàng tại Easy Shop là các anh chị đã bảo vệ chính mình đấy ạ. Bởi vì là các anh chị đã tìm được những sản phẩm chính hãng, được bảo hành toàn quốc ạ, Cái việc này cũng rất là thuận lợi, bởi vì là em cũng có những cái khách hàng là mua ở đây, mua ở Hà Nội nhưng mà vào trong Sài Gòn công tác hoặc là có những việc gì đó mà nó có những vấn đề xảy ra ấy, thì là bảo hành ở trong đấy thì họ cũng đánh giá đấy là một trong những cái dịch vụ rất là ok. Thì để em trở lại câu chuyện là vì là nhà phân phối chính hãng nên là giá là được niêm yết ạ. Giá được niêm yết ở đây thì các anh chị có thể check toàn bộ trên. Bây giờ thì cái việc mà kiểm tra giá cả rất là dễ. Thế thì với mỗi một sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể kiểm tra được trên Google hoặc là trên các cái trang trực tuyến. Và như thế thì các anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra được giá cả của nó. Để nói rằng khi giá cả đã được chốt trên toàn quốc rồi, nếu như các anh chị chốt đơn bằng comment ở buổi livestream này thì các anh chị sẽ được nhận ngay 1 triệu tiền mặt ạ. Em phải nhắc lại ạ, được nhận ngay 1 triệu tiền mặt ạ. Thì đấy là cái nội dung thứ hai ở buổi livestream. Cái nội dung thứ ba ấy thì là ở đây thì em thực sự là rất là vui vẻ nếu như là được phục vụ các anh chị được shopping, ngồi ở nhà mà shopping những cái mẫu kính của Burberry, của Michael Kors, của Ray-Ban hot nhất và đang có tại shop. Và đấy là một điều rất là tuyệt vời mà cảm ơn cái công nghệ 4.0 đã đem lại cho tất cả chúng ta. Là về phía shop thì bán hàng cũng rất là thuận lợi hơn, bởi vì là được tiếp cận tới rất nhiều khách hàng. Và cái quan trọng là được đem, là cái quan trọng, cảm ơn công nghệ 4.0 là em được mang cửa hàng của em tới tận nhà các anh chị để phục vụ các anh chị tất cả các mẫu mã. Đồng thời thì các anh chị cũng có thể thoải mái shopping và chốt cái mẫu mã mà mình yêu thích mà không phải đi ra khỏi nhà. Thì đấy là điều tuyệt vời của cái công nghệ hiện nay. Thì đấy là cái nội dung thứ ba, là em sẽ ở đây em sẽ trình bày cho các anh chị các mẫu kính sẵn có. Và như vậy thì là trong cái dịp nghỉ lễ sắp tới thì thật là tuyệt vời, là mình cũng phải sắm cho mình một cái phần thưởng nào đấy, đúng không ạ? Sau một quý vừa rồi rất là vất vả với những con số hoặc vất vả với những cái phần việc rồi, thì bây giờ là cái lúc nghỉ ngơi cho quý 1 và cái lúc là cũng là đón hè rất là rực rỡ, thì mình cũng phải sắm cho mình một cái phần thưởng gì đấy tương đối, đúng không ạ? Chưa kể nói đến phần thời trang hay là phần an toàn cho mắt. Thì đấy là cái lý do mà cũng em sẽ ở đây sẽ sâu toàn bộ những cái phần kính, những cái mẫu kính đang có tại shop. Và cái nội dung cuối cùng thì là dựa vào cái phần hiểu biết có hạn của mình thôi, thì em cũng xin giải đáp các thắc mắc mà các anh chị có phần các anh chị lăn tăn về kính thời trang. Làm thế nào để bảo quản này, làm thế nào để phân biệt hàng thật hàng giả, hay là mình nên mua ở đâu để bảo vệ chính mình, hay là kính của chị bị rộng thế này thì làm thế nào. Anh chị comment hết vào trong cái bài comment này. Thì với cái phần hiểu biết của mình hoặc là với những cái gì shop em có thể làm được thì em sẽ hoàn toàn là giải đáp hoặc là giúp các anh chị để thực hiện tốt cái phần mà mình đang gặp phải. Đấy là 4 cái nội dung chính em sẽ giải quyết trong phần livestream hôm nay, đúng không ạ? Thứ nhất là phần quà cho tất cả các anh chị ủng hộ em và tham gia đến cuối buổi livestream này khi comment 2 số theo phần contact, theo cái phần text em đã đánh ở trên. Nội dung thứ hai là tại cái buổi livestream này, tất 5 đơn hàng mà chốt trên livestream bằng comment thì sẽ nhận được ngay 1 triệu tiền mặt. Có thể là nhận tiền mặt luôn hoặc là có thể dồn sang đơn hàng tiếp theo. Nội dung thứ ba là tại buổi livestream này thì anh chị sẽ được chiêm ngưỡng, sẽ được thưởng thức những cái mẫu kính hot hit hàng đầu của các thương hiệu Burberry, Michael Kors, Ray-Ban đang có tại shop. Và cái nội dung cuối cùng là nếu như anh chị đang có những cái thắc mắc gì, đang có khúc mắc gì về những cái sản phẩm kính của mình đang dùng, ví dụ như lỏng này, chật này, hay là băn khoăn vừa mới mua được một cái kính không biết là phải chính hãng hay không này, hay là làm thế nào để tìm những địa điểm nào để mua được chính hãng này, thì anh chị comment xuống đây. Và đấy là bốn cái nội dung mà em sẽ giải quyết trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất là cảm ơn ạ, cảm ơn những cái anh chị vừa mới join với cái buổi livestream này hôm em cùng em. Cảm ơn chị Kim Minh, cảm ơn Thu Hằng Vũ, cảm ơn An Phú. Xin chào những anh chị mới vào buổi livestream nhá. Chúc các anh chị có một cái ngày nghỉ ngơi thật là thư giãn và thật là shopping thật là lý thú. Thế thì em xin đi vào ngay cái phần mà chị em phụ nữ chúng mình rất là đam mê đây đúng không ạ? Thế thì trong lúc mà em live trên kính này thì cả nhà vẫn cứ hộ em mấy cái phần mà em vừa thử ở trên nhá, là comment 2 số này, rồi thì là đầu tiên là sản phẩm kính Michael Kors nhá, Michael Kors ạ. Xin hỏi cả nhà là trông có khác không ạ? Cảm ơn chị Mây Hồng nhá, đã join với cả buổi livestream của em. Tất cả thay đổi chỉ nhờ một cái kính thôi đúng không ạ? Cái kính này thì là... Vâng, cảm ơn chị Kiyuchun, số 88 là số rất là đẹp đấy ạ. Cuối buổi em sẽ công bố random nhá. Nếu mà các anh chị em thấy là cái gương mặt của em thì nó cũng khá là phổ biến với cả các chị em lứa tuổi mình, thì đây là cái kính mặt tròn này, ngang, nó khá là phù hợp ạ, khá là phù hợp. Vâng, cảm ơn chị Hằng Nguyễn, cảm ơn Ngọc Linh. Đây ạ, em đang mang là cái kính, một chiếc kính Michael Kors nhá. Cảm ơn Phương Ly nhá. Và em xin thưa nữa là có một thông tin, đó là tất cả các đơn hàng chốt trên comment ngày hôm nay nhá, 5 đơn hàng cho 5 người đầu tiên chốt trên comment thì sẽ được thưởng ngay 1 triệu ạ. Sẽ được thưởng ngay 1 triệu ạ. Và 1 triệu đấy rất là giá trị đấy ạ, bởi vì là tất cả các sản phẩm kính tại shop là chính hãng nhá, chính hãng, và giá là niêm yết trên toàn quốc. Các anh chị có thể search trên tất cả các phương tiện truyền thông gồm có website, page, YouTube, các anh chị đều thấy ạ. Chỉ cần search mã kính là sẽ giá niêm yết. Do vậy mà cái 1 triệu này rất là giá trị đấy ạ. Là chi phí em phải bỏ ra. Vâng. Em sẽ đọc ngay thông số của chiếc kính này nhá. Chiếc kính này thông số của nó là 135 ạ. 54 20 135 ạ. Size của nó là 54 anh chị nhá. Size của 54 này. Cầu của nó là 20 ạ. 20 ạ. Và cái càng kính này là 135. 135 thì nó là một cái size rất là phù hợp cho các cái chị em mình, bởi vì là em cũng xin thưa thêm là vì sao mà nên chọn mua hàng tại Easy Shop, bởi vì là thực ra bây giờ ấy, hàng order các anh chị thấy là giá rất là hợp lý đúng không ạ? Còn cái việc mà chính gọi là chính hãng hay không thì còn phải xem xét. Thế nhưng mà cái việc mà order từ cái trang nước ngoài ấy, thì nó có một cái tồn tại là bởi vì là Mỹ thì sẽ bán cho người Mỹ, vì Pháp là sẽ bán cho người Pháp. Thế nên là cái việc mà thường xuyên nó sẽ có cái tình trạng là rộng này, rồi thì bị rơi, khi đeo thì bị rơi kính này, rồi rộng càng này, rồi thì là cái cầu kính nó bị rộng này. Thì đấy là những cái lý do mà nên chọn mua hàng tại Việt Nam và tại Easy Shop, bởi vì là tất cả những cái mẫu kính mà đã nhập về Việt Nam là đã được fit cho người châu Á, fit cho người Đông Nam Á. Thì đây là một cái em khẳng định lại là nên mua hàng tại những đơn vị phân phối chính hãng, bởi vì là những cái lô kính này đã được nghiên cứu, sản xuất và phù hợp với gương mặt của những người Đông Nam Á. Thế nên là em lại đeo lại một lần nữa cho các anh chị ngắm nhá. Đây là cái mẫu kính tròn ạ. Tròn ạ. Chào Nguyễn Đắc Dũng nha, chào Đại Gia nha, comment vài số chào mình với cho phấn khởi. Cái càng kính là 13.5 này là rất là hợp lý, và nếu như các anh chị order hàng nước ngoài là cũng khó kiếm được cái mẫu này đấy ạ. Thử tưởng tượng là mình mang cái chiếc kính này mà dưới một cái bờ biển thật là xanh thì có nghĩa là mình cũng hợp trend đấy chứ đúng không ạ? Mũi của em ước gì nó cao dọc dừa lên khoảng độ vài phân nữa thì rất là ok đúng không? Mẫu đầu tiên là Michael Kors ạ, tràng gương. Giá rất ok nhá, giá trên đây là 3750 ạ, 3.750. Cảm ơn Dũng nhá, cũng chúc Dũng đắt hàng nha. Chào Thái Vi Ban nhá, hôm nọ nhắn tin chưa kịp trả lời. Hôm nay ủng hộ bạn đi nhá. Đây ạ. Nếu mà các anh chị, tất cả các mẫu kính ở phía sau mà các anh chị có hỏi gì cứ comment xuống đây nha, em sẽ gửi chi tiết của từng mẫu một ạ. Kính tráng gương Michael Kors ạ. Tiếp theo là em xin gửi một mẫu khác. Thực ra Michael Kors này được cái là rất là thời trang. Michael Kors này thì lúc nào cũng thời trang, đeo là ưng ý ngay ạ, bắt mắt ngay ạ. Chào Đặng Trang ạ. Đây ạ. Cho em hỏi một chút là các anh chị xem livestream có thấy sáng không ạ? Nếu mà cần điều chỉnh gì thì cứ comment giúp em để em điều chỉnh nhá. Có sáng và có thấy rõ được cái đặc điểm của kính không ạ? Em lo nhất là các anh chị lại thấy ở ngoài mặc dù rất đẹp nhưng mà không biết trên livestream nó có đẹp không ạ? Livestream phải lắm lúc cũng buồn lắm ạ. Thế nên mà nếu mà các anh chị có giao tiếp gì thì động viên em vài câu nhá. Đấy ạ. Kính Michael Kors này là thông số của nó là có inbox đấy Giang ơi, đang trả lời inbox nhá. Thông số này kín quá, 140 ạ. 6220 140 ạ. 62 20 và 140 ạ. Cái này thì là dài hơn một chút ạ. Cũng ước là có một bạn người mẫu thật là xinh để đeo cái kính này lên thì nó rất là nổi đúng không ạ? Không hiểu là xem màn này nó có tối quá không cả nhà comment giúp em một câu, nếu mà tối thì em sẽ điều chỉnh sáng lên nhá. Em chào chị Cẩm Hồng ạ. Giang em có thể là ghim cái nội dung lên để cho mọi người ai nhìn thấy nội dung nhé. Đây ạ. Em phải bọc rất là kỹ, nó không thì nó rất là khó. Ở tất cả các mẫu kính tại shop là được bảo hành 1 năm trên toàn quốc nhé cả nhà nhé. Bảo hành 1 năm ạ, bảo hành 1 năm toàn quốc và có đủ thẻ hàng chính hãng và thẻ bảo hành. Ở trên đó thì đã ghi rất là rõ nhà phân phối là Easy Shop rồi đấy ạ. Em cũng xin đưa lại gần camera, các chị có thể nhìn thấy đây ạ. Không biết là Giang test ở trên livestream thì có thể nhìn thấy rõ cái mà chị, các anh chị có thể nhìn thấy rõ chữ Easy Shop không ạ? Hay là nó bị ngược nhỉ? Cả nhà có ngược không ạ? Nó có xuôi không? Đây ạ, Easy Shop, Easy Shop này. Và nếu như các anh chị check ở trên website của Luxottica, tập đoàn trên thế giới, thì sẽ thấy Easy Shop là được phân phối chính hãng đấy ạ. Nên là các chị, anh chị hoàn toàn yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm mua hàng chính hãng tại shop ạ. Và ở đây là em có đội ngũ thợ kỹ thuật lúc nào cũng ready để giúp các anh chị là sửa này, bóp này, nắn này. Và nếu như comment trong cái buổi livestream này thì có thể mang đến đây để bên em có thể giúp các anh chị sửa lại những chiếc kính của mình nếu như nó bị rộng hoặc là lâu ngày mà nó phải tự điều chỉnh, tự cựa, là cái việc mà nó sẽ dẫn đến cái việc là nó không chuẩn chỉ đâu. Ôi sao tự nhiên nhiều tim đấy ạ, cảm ơn ạ. Đây ạ. Tiếp theo nữa là xem ai đang xem. Vũ Thị Ngọc Diệp. Ngọc Linh ơi, cho chị hỏi một chút là cái kính này em nhìn ở trên buổi livestream, nó trên cái bài, trên ví dụ như trên điện thoại của em nó có sáng không? Ở ngoài nó rất là đẹp nhưng chị thấy trên màn hình nó cứ tối tối nhỉ? Em có thể comment giúp chị được không Ngọc Linh? Yến Nguyễn, chào Yến Nguyễn nhá. Thực ra là bởi vì là mỗi một khi mà mình phải livestream ấy thì là phải mặc đồng phục, thế nên là đôi khi là cái đồng phục nó không match với cả kính ấy, thì nó không làm nổi bật lên được cái độ mà thời trang của kính. Nhưng mà hy vọng là với cái con mắt thời trang của mình thì là tất cả các anh chị đây đều sẽ thấy là tìm được một cái sản phẩm nó phù hợp với mình nhá. Đây ạ. Dáng này là dáng hơi cat eye, rất là thời trang đúng không ạ? Michael Kors rất là bắt mắt ạ, rất thời trang. Cái chiếc kính này là có 3.750.000 thôi ạ. Anh chị hoàn toàn có thể check được hàng trên tất cả các hệ thống website, không phải là chỉ của riêng shop đâu, mà cứ đánh là Michael Kors với mã sản phẩm là nó sẽ ra sản phẩm chính hãng của tại Việt Nam đấy ạ. Ơ thế có ai xem vào trong các nhóm giúp chị chưa hả Giang? Mấy nhóm đúng không? 37 xe. Bao nhiêu xe rồi? 37. Ơ là của khách hàng xe à hay mình xe? 38 xe. Vâng, em cảm ơn tất cả các xe của các anh chị ạ. Đây ạ, cũng là một chiếc kính em đứng như nào cho đẹp nhất nhỉ? Kỹ thuật đơn Giang có thể chỉ cho chị đứng như nào để cho đẹp nhất ở trên đấy ạ? Nghiêng mặt ở trong Nguyễn Mary. Vâng, em xin chào các anh chị mới vào sau buổi livestream nhá. Nếu mà anh chị cần hỏi cái mẫu nào thì cứ comment thẳng lên đây, em sẽ gửi chi tiết lại hoặc là sẽ là đeo lại ạ. Đây cũng là kính Michael Kors mắt vuông ạ. Đây ạ. Michael Kors mắt vuông. Michael Kors này tráng gương rất là thời trang ạ. Các anh chị Đam Hoàng, Vũ Thị Ngọc Diệp, Yến Nguyễn, Ngô Hệ, Nguyễn Mary. Cả nhà ơi, comment giúp em 2 số để có cơ hội nhận được nước rửa kính Hoya nhé. Nước rửa kính Hoya chính hãng. Và cái này thì là ở trên này đây ạ, là có mã QR code. Và cái này rất là khó mua trên thị trường và gần như là không mua được. Thế nên là đây là một cái sản phẩm nước rửa kính chính hãng Hoya xuất xứ Nhật Bản. Và các anh chị chỉ cần comment 2 số. Và các anh chị được chọn 5 số. Và cuối buổi em sẽ công bố 5 giải thưởng được quay ở trên cái phần mềm là Random.org. Thì là các anh chị sẽ có cơ hội nhận được những chai nước rửa kính chính hãng này. Và không có trên thị trường để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho những cây kính cận mình đang sử dụng và những cây kính mát thời trang mà mình đang mua rất là đắt tiền. Thì đây là em xin nói lại, comment để có thể có cơ hội nhận được nước rửa kính Hoya. Kính Michael Kors thông số là 55, 18 và 140 ạ. 55, 18 và 140 ạ. Tất cả các mẫu kính này nhá, các anh chị có thể là ở trên toàn quốc thì có thể là comment chi tiết để em gửi. Và đây là em ship toàn quốc nhá. Em ship toàn quốc ạ. Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh Định ơi, anh chốt đơn ở trên comment giúp em để được giảm ngay 1 triệu nhá. Đừng chốt đơn trên inbox Giang nhá, đẩy hết lên comment cho chị nhá. Nhà khách là comment ở trên đây ạ. Mẫu này cũng rất là cổ điển của Michael Kors đây ạ. Hôm em sẽ cố gắng kiếm được một mẫu nam thật là ok để livestream để các chị dễ hình dung ạ. Tiện đây cũng phải rất là cảm ơn một lần nữa là cảm ơn tất cả các anh chị đang tham dự buổi livestream của em. Cảm ơn đội staff của Easy Shop, mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương nhưng mà đã làm việc rất là cần mẫn để có thể là đưa tới mang shop của chúng em đưa tới tận phục vụ tận nơi các anh chị mà không phải đi lại mua sắm. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự buổi livestream của em và cảm ơn đội ngũ nhân viên của Easy Shop ạ, đang làm việc rất là chăm chỉ ạ. Về túi mà đặt hàng này mình. Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thị Ngọc Diệp ạ. Đây chị về túi. Kính này là unisex cả nhà. Michael Kors đeo vào cái là thấy thời trang ngay ạ. Cảm ơn Vũ Thị Ngọc Diệp nha, cảm ơn Vũ Thị Ngọc Diệp ạ, cảm ơn Quách Minh Huy ạ. Trên đây là một số cái mẫu kính của Michael Kors. Đây ạ, em sẽ đưa lại gần livestream thêm các cái mẫu nữa để các bạn có thể nhớ. À, nhớ Diệp rồi đấy, cảm ơn Facebook nhé. Có Facebook lại gặp được bạn cũ, ngồi cạnh nhau suốt. Tí inbox nhá. Buôn bán cho dễ ạ. Nguyễn Thị Thúy Vân. Thế thì sau đây em sẽ review một thật là cụ thể một cái mai em co ạ, để các anh chị thấy là vì sao nên chọn Easy Shop. Sau đây vừa rồi là em đã livestream một số cái mẫu Michael Kors rồi. Sau đây em sẽ review một cái chiếc kính Michael Kors thật là chi tiết, thật là cụ thể, để sau cái buổi nói chuyện ngắn này các anh chị có thể nhận ra là mình đã sở hữu một chiếc kính chính hãng hay không. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tới bao bì ạ. Bao bì của Michael Kors nhá, thì sẽ là bao giờ các anh chị cũng có thể nhìn thấy là đây ạ. Em sẽ để gần lại. Michael Kors khá là tiết kiệm về chi phí để làm sao mà có lợi nhất cho khách hàng. Thế nên là đầu tiên họ sẽ bắt đầu bằng một cái bao bì như thế này. Và không biết là nhìn ở trên livestream có rõ không, nhưng các anh chị có thể nhìn thấy rõ ở đây là mã QR code này, mã sản phẩm này. Thì đầu tiên sẽ là bắt đầu bằng một cái thẻ dán như thế này, và trên này là có mã sản phẩm. Tiếp theo đây là một cái hộp rất là đặc trưng của Michael Kors, được làm bằng chất liệu da thật và màu luôn luôn là màu trắng. Đây là một chiếc hộp rất là đặc trưng của Michael Kors. Em cảm ơn, em chào chị Ngọc Phạm ạ. Vâng. Chiếc hộp này làm được bằng da thật và khá là cứng cáp. Ở phía bên trong là một set rất là đầy đủ. Là một set rất là đầy đủ của một cái sản phẩm chính hãng ạ. Bao gồm là sổ hướng dẫn sử dụng, và các bạn nhìn thấy cái logo của Luxottica này rất là nổi tiếng ạ. Luxottica là một tập đoàn phải chiếm lĩnh tới 70% thị phần kính, và Easy Shop là một trong những nhà đại lý phân phối chính thức các thương hiệu Ray-Ban, Michael Kors, Burberry tại Việt Nam. Các anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra đến trên các phương tiện truyền thông ạ. Và đây là khăn lau và các cái hướng dẫn sử dụng ở các thứ tiếng khác nhau. Đấy là một set sản phẩm của họ. Và cái quan trọng nữa, cái này là cái rất là quan trọng để nhận diện xem là sản phẩm của bạn có phải là sản phẩm chính hãng hay không. Đó là Michael Kors, tên thương hiệu, xác nhận là sản phẩm chính hãng, xác nhận là sản phẩm chính hãng, authentic card. Ở bên này, ở phía đằng sau của cái chiếc thẻ này thì gồm có các nội dung là thứ nhất là tất cả các cái hướng dẫn là phải, các cái số thông số ở trên kính và thông số trên các hướng dẫn sử dụng là phải giống nhau. Và đặc biệt là có mã QR code này, có tem Easy Shop này. Easy Shop là tên nhà phân phối chính hãng được Luxottica chỉ định đứng đầu tiên, rất là trang trọng. Easy Shop này, tên thương hiệu và mã sản phẩm. Và khi bạn đến đây thì tôi sẽ hướng dẫn bạn check QR code này để đảm bảo là 100% sản phẩm của các bạn là sản phẩm chính hãng. Và chúng tôi Easy Shop là cam kết, khẳng định và chịu trách nhiệm 100% về các sản phẩm tại shop. Thì đây là cái điểm thứ nhất để đảm bảo là sản phẩm của các bạn là sản phẩm chính hãng. Và một cái đặc điểm thứ hai nữa rất là quan trọng, đấy là tag ở trên sản phẩm. Cái tag ở trên sản phẩm này nhá, thì mình sẽ nhìn thấy rõ đây ạ. Tôi sẽ chỉ lại một lần nữa là vẫn gồm có các tên nhà phân phối này, các cái thông số về giá, về thương hiệu, về mã sản phẩm, và cái quan trọng là tem chống hàng giả của Bộ Công an ạ. Nhìn thì nó cứ lộn xộn này thôi đúng không ạ, nhưng tem chống hàng giả này ở đây là có những cái gì rất là chi tiết, là một mã QR code ạ. Cái này tôi khẳng định luôn, bởi vì là các bạn đến đây cầm điện thoại, bây giờ ai dùng smartphone đúng không ạ, tôi sẽ search ngay cho các bạn QR code để các bạn thấy là một lần nữa confirm là tất cả các sản phẩm của tôi là cái sản phẩm chính hãng và được. Và bạn hãy bảo vệ chính mình khi là người tiêu dùng, hãy là người tiêu dùng thông minh và hãy tự bảo vệ chính mình và hãy mua hàng chính hãng ở Easy Shop nhé. Có đầy đủ tem chống hàng giả của Bộ Công an, tôi có thể giúp bạn check mã QR code được ạ. Thế và tiện đây, nếu như mà ai mà đang lăn tăn về các sản phẩm mình đang sở hữu có phải chính hãng hay không thì cứ comment xuống, thì bằng cái sự hiểu biết của Hiền thì Hiền sẽ cố gắng chỉ giúp bạn xem là nên như thế nào, hay là nên phân biệt như nào, hay đến đâu để có thể check được cái sản phẩm của mình. Thế thì cái phần vừa rồi là cái phần đấy là những cái chiếc kính Michael Kors rất là thời trang và rất là bắt mắt. Thì sau đây thì Hiền sẽ xin chuyển sang một cái phần gọi là hoa hậu, cũng là hoa hậu của các loại kính đấy ạ. Đấy chính là Burberry. Burberry này thì thực thực ra là không biết là trên livestream có thể hiện được không, nhưng mà sờ và dùng Burberry này thì khác hẳn luôn, khác hẳn luôn đấy ạ. Chiếc Burberry đầu tiên Hiền sẽ mang ở đây để có mã số là 4251Q, giá 5 triệu, hơn 5 triệu, 5 triệu 2 ạ. Rất là sang và rất là đẳng cấp ạ, rất là tinh tế ạ. Burberry ạ. Đây ạ. Vì sao là cái kính Burberry này lại có sức hút đến vậy? Bởi vì là kính Burberry này thì cái cấu phần làm thủ công của nó rất là cao. Cái cấu phần thủ công khi sản xuất ra một chiếc kính này rất là cao và made in Italy. Thế nhưng mà cái nhân công của những cái người thợ Ý thì rất là đắt đỏ. Do vậy mà vì cái cấu phần thủ công khá là cao, thế nên là tạo ra, nên là cấu thành vào trong giá thành nó rất là cao, giá thành nó rất là cao, nhưng mà bù lại thì là nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm rất là tinh tế, rất là thời trang, rất là đẳng cấp ạ. Kính Burberry ạ. Em xin đeo lại nhá. Vì hôm nay phải mặc áo đồng phục nên là nó không mét lắm với style, nên không biết là mọi người có nhìn được cái sự hấp dẫn của nó không ạ, sự tinh tế của nó không ạ. Ở đây nhá, em sẽ livestream kỹ cho mọi người thấy này, những cái kính mà đẳng cấp một chút như này nhá, bao giờ nó có những cái nhíp tự động ạ, có nghĩa là tự bẻ ra một cách, đây không biết là có nhìn thấy rõ không ạ, nó tự bẻ ra để cho mét với cả là mặt nhá, nó tự đàn hồi ạ, tự bẻ ra, tự đàn hồi ạ. Và cái kính này là những cái chi tiết mà nó được mạ vàng rất là, cái kính này hôm qua thì là bán rất là nhiều, là một trong những cái sản phẩm bán chạy của ngày hôm qua đấy. Chào Phan Nhật Tú nhá, comment vài câu ủng hộ chị đi Tú ơi. Em sẽ đeo lại đây ạ. Và không biết mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây là em phải bọc để cho nó đỡ bụi. Nhưng mà Burberry này, cái phần kẻ rất là trứ danh. Burberry này nổi tiếng về cái sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Burberry này gần như cân bằng như mọi thứ, nhưng mà nó làm ra một cái sản phẩm khá là hoàn hảo. Cảm ơn nha. Cảm ơn Tú. Đây ạ, chiếc Burberry. Em sẽ chuyển sang một chiếc Burberry thứ hai. Chào Phương Thị Nguyễn, chào Tuyến Lê ạ. Burberry mắt tròn to. Em sẽ đứng vào tất cả các góc độ để cho cả nhà có thể nhìn xem là có hợp với mình không ạ. Với những cái chiếc Burberry làm bằng chất liệu si tát như thế này ấy, thì là em nói một chút về chuyên môn nhé, là cái chiếc kính này là làm bằng nhựa nguyên khối. Họ sẽ có một cốt, và khi mà đã chốt về format các thứ rồi thì họ sẽ cho vào, họ mài và cuối cùng là họ sẽ lắp kính vào. Và cái nhựa si tát này nó có một cái đặc điểm là sau một thời gian mình dùng nó có thể bị mờ hoặc là bị nhám cái bề mặt do các cái yếu tố thời tiết hoặc yếu tố môi trường, nhất là ở Việt Nam, thì các bạn hoàn toàn có thể làm mới được. Đấy là điều tuyệt vời của nó. Chiếc Burberry làm bằng nhựa si tát và cấu phần của cái việc là thủ công rất là cao. Chiếc kính này có thông số là 55, 21 và 140. Đeo vào cái khác hẳn luôn, đúng không ạ? Trên người có lẽ chỉ cần một item thời trang duy nhất, hôm nào mà mình mệt mỏi ấy thì thôi mặc đã đơn sắc rồi, đúng không? Nhưng rất khoát là phải mang một chiếc kính hàng hiệu là sẽ toát lên được vẻ đẳng cấp của mình ngay đây ạ. Vâng, cảm ơn. Chào Khang Nguyễn ạ. Nếu mà các anh chị có thời gian thì qua shop nhé, bởi vì là đúng là vẫn chăm nghe không bằng một thấy sờ, và là khác hẳn. Burberry rất là đẳng cấp, không biết là em có thể hiện được hết cái sự đẳng cấp của nó hay không. Burberry đấy ạ. Nhựa si tát là bằng nhựa nguyên khối ạ. Cái cấu phần thủ công rất là cao khi sản xuất ra chiếc kính này. Thế và cái chiếc kính này thì là made in Italy, thế nên là vì là nó mang cái trong cái sản phẩm của nó cái việc thủ công rất là nhiều, thế nên là cái giá của nó rất là đắt. Thủ công đây không phải là người ta là không sản xuất được hàng loạt đâu nhá, mà thủ công là bởi vì là muốn đề cao cái sự tinh tế, cái sự gọi là cái tailor-made ấy, cái sự khác biệt, chứ không phải là họ không làm được đồng loạt đâu nhá. Đồng loạt thì ví dụ như HM hoặc là những cái dòng kính mà 500 1 triệu là ok, nhưng ở đây là nó thể hiện cái sự tinh tế, sự khác biệt. Và những cái thương hiệu thời trang cao cấp này thì là những cái sản phẩm nào càng handmade càng cao thì là giá nó càng cao. Burberry này nổi tiếng về việc kết hợp giữa cái yếu tố cổ truyền và yếu tố hiện đại. Đa số là mang gam màu trung tính, sang trọng, dễ dùng ạ. Em sẽ chuyển sang một mẫu khác. À, đây rồi, hoa hậu. Hoa hậu. Chào Đức Trung Vũ nha. Có comment động viên bạn một câu không Đức Trung Vũ ơi? Đây ạ. Đây là chiếc Burberry ạ. Chiếc Burberry này có giá là 6.250.000 ạ. Thông số 5620140 ạ. Sang trọng. Tất cả là các anh chị mà cần giải thích thêm về cái mẫu nào thì comment nhá, để em sẽ gửi thêm cho anh chị ạ. Không biết là trên livestream có rõ không, nhưng mà cái chi tiết ở cái càng kính này rất là tinh xảo và rất là thời trang. Mặc dù nó là cái yếu tố kim loại nhưng mà để màn hình nó nét lại nhá, thì các anh chị vẫn có thể nhìn thấy cái vân Burberry rất là nổi này, cái kẻ vân Burberry nổi này vẫn nhìn thấy ạ. Một trong những thương hiệu xa xỉ hàng đầu ạ, Burberry. Cảm ơn Đức Trung Vũ nhá. Em sẽ chuyển sang một mẫu kính Burberry cuối cùng đấy ạ. Đây ạ. Muốn đẹp lên thì hãy sắm cho mình một chiếc kính Burberry nhé cả nhà. Có một số mẫu là unisex nhưng đa số Burberry sẽ thiên về kính nữ hơn đấy ạ. Kẻ Burberry trứ danh ạ. Easy Shop ạ, nhà phân phối chính hãng ạ. Chất liệu thì có thể là nhựa xi-táp nhá, hoặc là carbon nát. Và em nói lại một lần nữa là cái việc mà cái cấu phần thủ công trong cái công đoạn sản xuất là một chiếc kính của Burberry rất là cao, thế nên là nó sẽ đem lại sự tinh tế này, sự khác biệt này, không hàng loạt và rất là đẳng cấp ạ. Thế thì cũng tương tự như tất cả các mẫu kính khác thì ở Burberry cũng có thẻ chính hãng, cũng có thẻ bảo hành và cũng có tem chống hàng giả. Thế nên là với những chi tiết đó thì cái việc mua hàng ở Easy Shop là hoàn toàn yên tâm các anh chị nhé. Và cuối cùng là để làm cho các quý ông có thể cũng được thỏa sức mua sắm, là em xin demo một số mẫu kính Ray-Ban đang có tại shop nhé. Chiếc kính này có giá là 8.250.000 ạ. Không biết là có lên được cái sự tuyệt vời của cái kính Ray-Ban không? Ray-Ban là ai cũng phải có một cái ở trong cái tủ đồ của mình cả nhà nhé. Nhất là thời tiết Việt Nam nắng như thế này, và để vừa là làm stylist này, vừa là roi với xu thế, và quan trọng là bảo vệ đôi mắt của mình, là Ray-Ban là phải có một cái ở trong tủ đồ của mình cả nhà nhé. Và nhất là những cái dáng cổ điển aviator phi công như này là phải có đấy ạ. Đây là Ray-Ban ạ. Chiếc kính này là có giá là 8.250.000 ạ. Sang một chiếc khác giá bình dân hơn là 6.750.000 ạ. Rất là nhẹ ạ. Ray-Ban này là ngày xưa là tiền thân của nó là sản xuất chuyên phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, là lực lượng phòng không không quân Hoa Kỳ đấy ạ. Và cái dáng cổ điển của nó là cái dáng aviator như này. Và sau này thì là đã được Luxottica mua lại. Và bây giờ là một cái thương hiệu mà chiếm, nó phải khoảng độ chiếm 70% thị phần kính đấy ạ. Đứng thứ hai là Gucci. Nội dung này các anh chị đã biết chưa ạ? Thị phần kính nếu mà gọi là về thương hiệu thì đứng thứ 1 là Ray-Ban, đứng thứ hai là Gucci ạ. Ray-Ban này phải có nhá, Ray-Ban này là phải có đấy ạ. Đây là một chiếc kính rất là bình dân của Ray-Ban 4950 ạ, 4.950.000 dáng phi công. Kiểu gì cũng phải có một cái Ray-Ban trong tủ đồ của mình nhá các anh và các chị ạ. Ray-Ban này bởi vì sao là bán lại là một cái thương hiệu bán nghĩa là chiếm cái thị phần lớn nhất, là bởi vì là cái thiết kế của nó rất là cái thiết kế của nó là một thiết kế hoàn hảo. Hoàn hảo là bởi vì sao? Là bởi vì có thể dùng cho gần như nhiều nhất mọi đối tượng, từ lứa tuổi, từ trẻ đến già, từ nam đến nữ, từ sang trọng đến bình dân. Thì Ray-Ban vì sao là bán chạy nhất? Bởi vì nó có một cái thiết kế gần như có thể gọi là hoàn hảo, dễ sử dụng cho mọi đối tượng và dễ dùng trong mọi hoàn cảnh. Ray-Ban là phải có ạ. Đây, đây là một chiếc kính phi công rất là trứ danh của Ray-Ban. Thế thì trên đây vâng, rất là vui mừng được phục vụ các anh chị một cái nội dung khá là gọi là mang tính chất vui vẻ một chút, đấy là mua sắm online. Và trên đây là một số mẫu kính đang có sẵn tại shop, hàng chính hãng, được bảo hành toàn quốc, có đầy đủ thẻ bảo hành, thẻ xác nhận hàng chính hãng và tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và nếu các anh chị còn lăn tăn là không biết là có phải hàng thật hay là hàng chính hãng hay không, thì mời các anh chị tham quan shop tại 29 Vũ Phạm Hàm, gọi điện số hotline 0904 68 6833 hoặc visit tham quan website của chúng tôi tại easyshop.com.vn. Tất cả hệ sinh thái của chúng tôi sẽ hiện ra khi các bạn đánh easyshop.com.vn để một lần nữa khẳng định là chúng tôi là một shop bán hàng uy tín, hàng chính hãng. Sau đây là đến phần công bố các số theo Random.org. Biết kỹ thuật đã kiểm tra xong chưa ạ? Thì là có 5 số đúng không? Thì sau đây em sẽ công bố luôn nhé cả nhà nhá. Công bố luôn. Chỉ cần đánh 22 vào đây thôi đúng không? Không. Generate luôn hả? Bây giờ chị đánh lại để cho nó ấy em ạ. Số 2. Đây ạ, đây là phần mềm Random.org nhá, em sẽ generate luôn này. 2 chữ số. Rizan đang loading ạ. Sao lại ra số 2? Thế để như nào? Từ 0 đến 99 là nó sẽ ra random từ... Đấy nhá, em sẽ generate lại nhá. Số đầu tiên là số 68, số rất đẹp ạ. Có ai ra comment số 68 không ạ? Vâng, xin chào chị Đàm Kim Lan đã, chào Nguyễn Hương, chào Nguyễn Hà, chào Nguyễn Dung, chào anh Lê Ngọc Trung ạ. Có ai comment số 68 ạ? Hôm nay số 68 là một số rất đẹp ạ. Số đầu tiên là số 68, em sẽ công bố 5 số ạ. Random thêm lần nữa à Giang ơi? Vâng. Generate thêm lần nữa ạ. Số đầu tiên là số 68, em lưu vào nhá. Em comment luôn đi, comment lên trên đấy là số 68 luôn. Một lần nữa là cảm ơn team của Easy Shop nhá. Hôm nay là mặc dù là ngày nghỉ quốc lễ, tất cả nước đều nghỉ, nhưng mà team vẫn làm việc một cách cần mẫn, chăm chỉ để có thể là đưa những cái sản phẩm chất lượng nhất và toàn cầu nhất để mang đến các anh chị có cơ hội mua sắm tại nhà. Số đầu tiên là số 68 ạ. Số thứ hai đang loading ạ, 62 ạ. Em comment 62 luôn rồi chị nhá. Số thứ hai là số 62, chỉ còn 3 cơ hội nữa thôi đúng không ạ? Đầu tiên là 68, số thứ hai là 62. Số tiếp theo là 22, hôm nay là số đẹp thôi ạ, 22 số xinh ạ. Số thứ tư rồi đúng không em? 68, 66 và 22. 22 và số thứ tư là số 17 ạ. 17 ạ. Số cuối cùng là 88 ạ, hôm nay đúng là toàn số đẹp. Số cuối cùng là 88 em nhá. Thế thì trên đây là cái phần mà em vừa công bố 5 cái số để các anh chị có thể nhận được, đối chiếu lại những phần mình comment để xem là mình có được, hôm nay có nằm trong danh sách khách hàng may mắn để nhận được kính rửa kính Hoya chính hãng xuất xứ Nhật Bản hay không ạ. Và có một cái phần nữa là như em đã thưa ấy, thì tất cả các anh chị cảm thấy có một cái phần gì đấy lăn tăn về cái kính mình đang dùng. Thứ nhất là có phải chính hãng hay không, thứ hai là nó đang cong vênh, thứ ba là làm thế nào để có thể mua được một cặp kính chính hãng, và các vấn đề khác đang lăn tăn thì comment xuống hoặc inbox. Thì bằng cái khả năng hiểu biết, bằng khả năng hiểu biết của mình thì em sẽ cố gắng hết sức để có thể là giải thích hoặc là giúp anh chị giải quyết các vấn đề mình đang gặp phải. Thế thì trên đây là buổi livestream của em. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham dự đến lúc này. Và nếu như mà làm một cái phần mà có ích hoặc là cảm thấy là nó có lợi cho mình thì share giúp em bài này nhá. Hoặc là mình, vì là cái việc share đấy thì sau này mình cũng có thể có cơ hội để xem lại. Em sẽ thiết kế một cái, có thể là sang ngày mai ngày kia thì em sẽ có một cái thêm những cái mẫu kính mới về, và có thể em cũng sẽ có một buổi livestream để các anh chị có thể shopping tại nhà. Cảm ơn công nghệ 4.0 đã cho chúng ta tất cả những cái điều kiện rất là dễ dàng trong việc tiếp cận nhau. Em thì cũng dễ dàng có thể phục mang cửa hàng của mình đến tận nhà để phục vụ các anh chị. Các anh chị có thể ngồi nhà cũng có thể shopping rất là thuận tiện với những sản phẩm toàn cầu được bảo hành chính hãng. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi lần sau. Cảm ơn ạ.